Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị và các bạn truyền hình Leadership on TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin thế giới. Nga lại tấn công vào trung tâm thành phố Kharkiv. Thêm một nhân vật thân Nga bị ám sát. Chính phủ Nga di chuyển hỏa tiễn S-300 ra khỏi Syria. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Thống đốc địa phương cho biết hỏa tiễn của Nga đã tấn công trung tâm thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào tối Chủ nhật qua. Hai hỏa tiễn đã bắn trúng khu vực xung quanh tòa nhà hành chính ở khu vực Kharkiv, lần đầu tiên đã xảy ra vào tháng 3. Ông thống đốc Sinehubov đã đến thăm địa điểm tấn công và nói rằng tòa nhà hành chính đã bị trúng 7 hỏa tiễn kể từ đầu cuộc chiến. Cáo buộc Nga đã cố tình tấn công các biểu tượng của chính quyền Ukraine ở thành phố phía đông sát với biên giới của Nga. Ông nói thêm rằng các lực lượng Nga đã không thành công trong việc tiến quân ở khu vực Kharkiv trong những ngày gần đây. Các lực lượng Nga đã tiếp tục pháo kích vào các khu vực dân sự của Kharkiv trong những tuần gần đây, trong những gì tình báo Nga mô tả là một nỗ lực rõ ràng để buộc Ukraine giữ quân đội ở khu vực này. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự, mặc dù là có bằng chứng cho thấy hỏa tiễn của họ đã bắn trúng các khu dân cư trên khắp đất nước. Và một viên chức đang làm việc cho Nga bị gán là kẻ phản bội và đã bị ám sát cùng với người vợ. Oleksiy Kolayov, 33 tuổi, viên chức lãnh đạo của tỉnh Kherson đã bị ám sát bằng một khẩu súng ngắn cùng với vợ, người này thì bị đâm chết. Kovalov trở thành người Ukraine thứ 6 bị buộc tội cộng tác với Nga và bị ám sát bởi một đội tấn công. Cặp vợ chồng bị giết tại ngôi nhà mà họ đang sống ở vùng Kherson do Nga chiếm đóng. Kovalov là người Ukraine nhưng hợp tác với chính quyền Nga để điều hành khu vực Kherson. Y cũng từng bị ám sát bằng bom xe nhưng mà thoát nạn. Thi thể của chính trị gia bị giết được tìm thấy bởi người mẹ và bà đã gọi cho dịch vụ cấp cứu. Một viên chức Ukraine là ông Shoihi Khan thông báo cựu nghị sĩ và kẻ phản bội Oleksiy Kolayov đã bị giết. Và những tuần gần đây, nguồn tin đã chứng kiến sự gia tăng trong các vụ ám sát có chủ đích. Các viên chức Ukraine thân Nga đã bị bắn cho nổ súng và đầu độc vì làm việc với những kẻ xâm lược Nga trong chiến tranh. Vẫn là tin liên quan đến Nga. Nga đã chuyển hỏa tiễn S-300 ra khỏi Syria. Theo một công ty chụp ảnh vệ tinh của Israel, Nga đã vận chuyển một dàn hỏa tiễn phòng không S-300 từ Syria cho đến cảng của Nga ở gần Crimea trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tăng cường khả năng phòng không của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Công ty ImageSat International, gọi tắt là ISI, đã chụp được những bức ảnh cho thấy sự hiện diện của dàn pháo phòng không S-300 tại Masyaf, Syria vào tháng 4 và địa điểm trống bị bỏ lại vào ngày 25 tháng 8 sau khi chúng được chuyển đến cảng Tartus. Các hình ảnh riêng biệt cho thấy các thành phần pin trên một bến tàu tại Tartus từ ngày 12 cho đến ngày 17 tháng 8. Đến ngày 20 tháng 8, chúng đã được tàu đưa đi và được chuyển sang một tàu Nga, Sparta đệ nhị, rời Tartus để đến cảng của Nga. Tàu vận tải đang ở Novorossiysk đã qua eo biển Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria kể từ năm 2015, khi nước này can thiệp vào cuộc chiến ở đó với phe của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu được xác nhận, việc chuyển giao dàn pháo hỏa tiễn sẽ cho thấy nỗ lực của Nga nhằm tăng cường hệ thống phòng không gần khu vực diễn ra chiến tranh của Ukraine.
nơi các lực lượng của họ đã phải chịu các cuộc tấn công gây sát thương trong những tuần gần đây. Và thực tế cay đắng khi Nga sẽ không tiếp tục cung cấp khí đốt. Trước việc Nga sẵn sàng đốt bỏ mỗi ngày khoảng 10 triệu Mỹ kim khí đốt, thì Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết Đức đối mặt với thực tế cay đắng rằng Nga sẽ không khôi phục nguồn cung cấp khí đốt cho nước này. Tuyên bố đưa ra trước kế hoạch ngừng xuất cạn khí đốt của tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga sang châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 nay đã dừng lại. Bộ trưởng Đức là ông Robert Habeck đã nói trong một hội thảo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Công ty nước Nga là Gazprom cho biết Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong 3 ngày cuối tháng để bảo trì đột xuất đường ống Nord Stream 1 và gây áp lực lên khu vực này khi nước này tìm cách nhập và dự trữ nhiên liệu trước mùa đông. Nga hiện chỉ cung cấp khoảng 20% công suất thông thường của đường ống Nord Stream 1 từ Nga đến Đức. Và hiện chưa rõ tuyên bố từ phía Đức có nghĩa là việc ngừng hoạt động sẽ là vĩnh viễn hay chỉ là nguồn cung cấp đầy đủ sẽ không tiếp tục. Cũng tại sự kiện, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết một cuộc cải tổ thị trường điện châu Âu sẽ diễn ra vào đầu năm nay. Tuy nhiên, trước đó, do giá cả tăng vọt gần đây, thì các công cụ khẩn cấp là cần thiết phải có hiệu lực nhanh chóng và giá khí đốt và giá điện sẽ phải tách biệt với nhau. Tiếp theo phần tin thế giới, Slovenia lo ngại một khối mới chia rẽ ở châu Âu. Tổng thống Slovenia ông Boris Pahor cho biết các quốc gia ở vùng Tây của Balkan có nguy cơ bất ổn vì cuộc chiến ở Ukraine và có thể xảy ra viễn cảnh về một khối mới bị chia rẽ đang hiện hữu ở châu Âu. Tổng thống Pahor đã phát biểu tại diễn đàn chiến lược Bled ở Slovenia cho rằng sự phân chia khối mới có thể xảy ra giữa vùng Tây Balkan và đây là một nguyên nhân đáng lo ngại. Ông Pahor kêu gọi nhanh chóng gia nhập Bosnia vào Liên minh châu Âu và Liên minh NATO, đồng thời cũng cho biết Brussels nên thuyết phục Serbia chọn con đường của Liên minh châu Âu thay vì là liên minh với Trung Quốc và Nga, một động thái mà ông cho rằng sẽ có lợi cho Bosnia và Kosovo. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen đã cho biết tiến trình của các nước Tây Balkan trở thành thành viên đã bị chậm lại bởi các tác nhân quốc tế bao gồm cả Nga, những quốc gia đang tìm cách phá hoại việc xây dựng thể chế dân chủ và pháp quyền. Các nhà phê bình thì cho rằng sự chờ đợi lâu đối với các quốc gia này do nhiều quốc gia trong số 27 quốc gia thành viên hiện tại có thái độ thận trọng trong việc mở rộng hơn nữa. Và sinh viên của Sri Lanka tiếp tục biểu tình đòi thả người bị bắt. Hàng trăm sinh viên đại học đã tuần hành trên các đường phố ở thủ đô thương mại Colombo của Sri Lanka vào hôm thứ Ba, yêu cầu thả những người biểu tình bị giam giữ và giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước kể từ khi độc lập khỏi Anh vào năm 1948. Những người biểu tình cáo buộc chính phủ đàn áp những người biểu tình đã giúp lật đổ chính phủ của cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa vào tháng trước. Vào đầu này, tháng này thì tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết chính phủ Sri Lanka đang sử dụng các quy định khẩn cấp để sách nhiễu và bắt giữ tùy tiện các nhà hoạt động tìm cách cải cách chính trị và trách nhiệm giải trình về cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Các nhà lập pháp của Sri Lanka đã bỏ phiếu bầu tổng thống Ranil Wickremesinghe làm tổng thống mới vào tháng trước, hy vọng kinh nghiệm lâu năm của ông trong chính phủ có thể giúp kéo đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang tê liệt. Thủ tướng sáu nhiệm kỳ đã giành được 134 phiếu trong Quốc hội gồm 225 thành viên, bất chấp sự giận dữ của công chúng với giới cầm quyền sau nhiều tháng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men. Nhiều người trong số hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường vào tháng 7 để buộc ông Rajapaksa bị lật đổ vì muốn Wickremesinghe cũng phải ra đi, gán cho anh ta là một đồng minh của gia đình Rajapaksa. Những người biểu tình đã xông vào dinh thự chính thức của vào tháng trước khi mà ông làm thủ tướng và đốt nhà riêng của ông. Và nông dân trồng hoa nhài của Ai Cập đã vật lộn với kinh tế khó khăn. Ngôi làng Subra Belula trên đồng bằng sông Nile là trung tâm của ngành công nghiệp hoa nhài ở Ai Cập, cùng với Ấn Độ là một trong hai nước sản xuất hoa nhài hàng đầu thế giới. Hoa nhài thơm là hoạt động kinh tế và nguồn thu nhập chính của làng, sử dụng phần lớn nhân số khoảng 15.000 người vào mùa thu hoạch từ tháng 6 cho đến tháng 9. Trên các cánh đồng ngoài làng, người lao động đi dọc theo những hàng cây bụi trong bóng mát của đêm và sáng sớm, dùng đèn dầu để hái hoa bằng tay vào giỏ. Những bông hoa được nâng niu để chiết xuất một chất cô đặc được gọi là tuyệt đối, được xuất cảng sang châu Âu và các nơi khác để sử dụng trong nước hoa.
Tuy nhiên, thì hoạt động thương mại của giới nông dân đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine đã làm giảm đi nhu cầu và căng thẳng chuỗi cung ứng. Abdobat, người buôn trung gian giữa nông dân và nhà máy cho biết, chiến tranh Nga và Ukraine đã ảnh hưởng đến việc phân phối của chúng tôi vì Nga đã từng chiếm một phần lớn sản lượng hoa nhài. Nguồn cung cấp cũng ảnh hưởng đến những người sợ và không mua những thứ họ cho là không cần thiết hoặc là xa xỉ như là nước hoa. Ông cho biết thêm, nhiệt độ cao trong mùa hè này cũng làm nổi bật một nguy cơ tiềm ẩn từ biến đổi khí hậu đối với hoa nhài, là loài hoa mỏng manh. Những bông hoa này cần được thu hoạch trước khi là mặt trời mọc và hoa nhài sẽ khô héo dưới sức nóng. Và khối IDIN thúc đẩy các nước Venezuela, Chile và Argentina gia nhập khối. Tổng thống của các quốc gia tạo thành cộng đồng gọi là IDIN hiện nay, bao gồm các quốc gia như Colombia, Ecuador, Peru và Bolivia, tuyên bố vào hôm thứ Hai là họ muốn Venezuela, Chile cùng với Argentina gia nhập nhóm này khi số lượng người Nam Mỹ thay đổi nhiều hơn. Các tổng thống đã nhóm họp ở Lima khi mà Ecuador chuyển giao chức vụ chủ tịch luân phiên cho khối Peru. Và phát biểu của Tổng thống Pedro của Peru cũng là lần đầu tiên ông có chuyến công du nước ngoài sau khi nhậm chức Tổng thống vào đầu tháng. Mong muốn mở rộng cộng đồng IDIN xuất hiện khi phần lớn các quốc gia Nam Mỹ đã dịch chuyển sang cánh tả ngày càng nhiều hơn. Kể từ năm 2020, các chính phủ cánh tả đã lên nắm quyền ở Bolivia, Peru, Colombia và Chile. Còn Ecuador được dẫn dắt bởi Guillermo Lasso, cũng thuộc cánh hữu, hiện là người ngoại lệ trong nhóm. Venezuela và Chile cũng từng là thành viên, trong khi Argentina thì chưa bao giờ tham gia. Venezuela đã rời bỏ nhóm vào đầu những năm 2000 dưới sự lãnh đạo theo hướng xã hội chủ nghĩa của cố tổng thống Hugo Chavez, trong khi Chile là một thành viên sáng lập nhưng đã bỏ nhóm vào năm 1976 dưới chế độ độc tài cánh hữu của Augusto Pinochet. Vừa rồi là các bản tin thế giới, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin Hoa Kỳ sang một số các thông tin thương mại của đài.